Tiếp theo, ta đến với các cách xuất bề mặt để chế tạo khối thực tế. Ta dùng lệnh Smart hoặc lệnh Unroll Surface. Ví dụ với một khối nhà, đầu tiên ta chọn khối nhà, sau đó nhập lệnh Smart tại thanh Command, Enter. Option Linear Direction, ta chọn Natural. Option Explode và Label, chọn Z, Enter. Tại khung nhìn top, ta có thể thấy các bề mặt của khối nhà được trải ra. Bây giờ ta chỉ việc in hoặc xuất các bề mặt này để cắt và lắp ráp chúng thành một khối nhà thực tế. Ctrl Z, chọn khối nhà và nhập lệnh Unroll Surface, Enter. Cùng chọn Z cho Option Explode và Label, Enter. Ta có kết quả tương tự giống lệnh Smart. Hết bài 8. Retroactive.